Rốt cuộc là cô Giang có dạy nấu chè không? Để em còn học chỗ khác. Nấu chè là chuyên ngành của Giang rồi nha cả nhà. Hôm nay Giang sẽ tặng các chị em mình một món chè không chỉ ngon, dễ ăn, dễ làm mà bán 10k bao lời, cùng làm với Giang nhá. Với Giang, làm đồ ăn quan trọng nhất là phần chọn nguyên liệu đầu vào. Do đó, luôn ưu tiên sử dụng những bắp ngô thật tươi này, ngon mới bẻ là tốt nhất. Giang sẽ sử dụng cả ngô nếp và ngô ngọt. Ngô nếp sẽ cho ra độ dẻo thơm, còn ngô ngọt lại cho ra độ giòn ngọt. Mình sẽ thái ngô như Giang đang làm. Việc này sẽ cần sử dụng dao sắc một chút để dễ dàng làm hơn. Khi luộc ngô thì mọi người sẽ cho thêm 2-3 lõi ngô để luộc cùng. Như vậy sẽ lấy được mùi thơm, độ ngọt từ lõi ngô làm cho món chè được ngon hơn. Một chút muối để đầm vị và một vài lá nếp để lấy mùi thơm dịu tự nhiên. Vừa đun vừa khuấy, hớt bọt để chè được trong nha cả nhà. Mình sẽ nấu từ 15 cho tới 20 phút đến khi ngô chín đều. Giang sẽ cho thêm đường thốt nốt và đun cho tan. Không có đường thốt nốt, chị em có thể sử dụng đường cát vàng, nhưng đường thốt nốt ăn sẽ ngon và thanh hơn. Nhìn cái màu chè vàng ươm mới đã mắt làm sao? Các loại chè sử dụng bột năng thì dùng bột năng gì và cách pha bột như thế nào cực kỳ quan trọng. Nhiều chị em hay bị ngứa khi sử dụng bột năng, vậy thì xem lại 3 yếu tố. 1. Đó chính là kỹ thuật quấy. 2. Tỷ lệ nước và bột. 3. Sau khi vào bột, mọi người thường nhấc ra luôn. Khi đó bột chưa chín hẳn nên rất là dễ bị vỡ chè, mà chúng ta sẽ cần phải để nồi chè sôi trở lại thì mới nhấc ra. Hơn chục năm nấu bán rồi dạy nấu chè, Giang luôn tin dùng bột năng tài ký mà không sử dụng bột quấy chè với 3 lý do sau. 1. Là bột năng được đóng gói nhãn mác rõ ràng. 2. Là bột năng được bán rất sẵn nên không phải lo hết bột thì chúng ta tìm mua ở đâu. 3. Là bột năng tài ký quấy chè với chất lượng đồng đều, luôn cho ra chất lượng tốt. Giang không PA quảng cáo cho bất cứ một thương hiệu nào, mà đây là chia sẻ kinh nghiệm đã trải qua để chị em tham khảo. Mình khuấy tới khi bột trong hoàn toàn thì mình sẽ dừng lại, đổ ra âu cho nhanh nguội. Phần nước cốt dừa Giang để công thức chi tiết ở trên video, chị em ghi chép lại để làm. Về chuyện ghi chép này cũng có nhiều chị hỏi, sao phải ghi chép mà không chụp màn hình? Khi mình thực sự muốn học và làm một điều gì đó, nên đặt bút xuống ghi chép nghiêm túc và làm sổ, như vậy sẽ hiệu quả hơn. Sau này mình còn có nguyên một tập công thức truyền lại cho con, cho cháu phải không nào? Với nước cốt dừa chúng ta chỉ đun khoảng 90 độ, đến khi bốc khói nhiều thì nhấc ra, không nên đun sôi vì như vậy sẽ làm tách nước và tách chất béo ở nước cốt dừa. Đợi chè và nước cốt dừa nguội thì Giang sẽ múc ra ly. Đây là một động tác nhìn có vẻ như rất dễ, nhưng khi bắt tay vào làm thì không hề đơn giản. Các chị học viên đến học với Giang luôn gặp khó khăn tới công đoạn này. Nhưng mọi người yên tâm, làm nhiều lần sẽ quen ngay. Làm bán thường Giang sẽ dùng ly 350ml và múc không quá đầy, vừa làm cho ly chè có giá cốt thấp, vừa có không gian cho các topping khác như là dừa nạo sợi. Cuối cùng là thêm nước cốt dừa, dừa nạo sợi. Nhìn ly chè ngô mới ngon làm sao? Chị em thử làm và cho Giang si cảm nhận ngay nhỉ. Chúc chị em mình sẽ đặt hàng với món chè ngô 10k này. Học nấu ăn cùng Cao Giang, công thức chuẩn Tùng Ram, nấu là ngon. 3 bước đơn giản để nấu ngay một nồi chè ngô cúc họa mi siêu đơn giản. Bạn đã biết làm chưa? Cùng làm với Giang nhé. Ngô lựa bắp mới hái, tròn và đầy hạt, lột vỏ rửa sạch, sau đó thái ngô. Mình lưu ý là phải giữ nguyên hạt nhá. Lần lượt cho ngô vào nồi cùng lõi, thêm nước và chút xíu muối. Đố các chị em biết mình cho lõi ngô vào để làm gì? Trong quá trình nấu thì chúng ta hớt bọt thường xuyên để chè ngô được trong. Lúc đợi ngô chín thì đây sẽ là bí quyết làm chè ngô cúc họa mi. Pha bột năng cùng hỗn hợp nước lá nếp giúp chè thơm ngon và màu sắc giống y bông cúc họa mi vậy. Vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng phải không cả nhà? Thêm chân trâu và dừa nấu sợi để nồi chè thêm phần thú vị. Các bạn có thể xem lại video trước Giang đã hướng dẫn mình làm chân trâu nhá. Chè thì không thể thiếu nước cốt dừa được. Các bạn cho lần lượt nước cốt dừa thái trao cô, muối, đường, nước lọc và lá nếp. Muốn đặc thì chúng ta sẽ cho thêm chút bột năng, đun nhỏ lửa đến khi cốt dừa sánh nhẹ rồi tắt bếp. Một bát chè tròn trịa như thế này sẽ gồm 200g chè và 40g nước cốt dừa. Chè ngô có thể ăn nóng vào mùa đông, quyện cùng chân trâu dẻo, chút dừa nấu sợi và cốt dừa béo thơm. Các chị em có thể ứng dụng ngay để kinh doanh cho thời điểm hanh khô này. Với món chè này, cốt vừa rẻ lại dễ làm. Giang chúc các chị em thành công. Học nấu ăn cùng Cao Giang, công thức chuẩn Tùng Ram, nấu là ngon. Cho chị ăn thử chè trước khi đăng ký học được không? Hiện tại Giang không có bán chè nữa mà tập trung 100% cho việc dạy nấu chè và đồ ăn vặt. Mọi người hoàn toàn có thể trải nghiệm các món chè của Giang đã tặng miễn phí, xem có ngon hay không rồi quyết định nhá. Đậu xanh mang đi ngâm cùng nước và chút xíu muối trong khoảng 4 tiếng, rửa sạch và hấp. Đến đoạn này thì mình lại cho thêm một chút xíu muối nữa để đậu được đậm đà và ngon hơn. Hấp xong đậu mềm tan mà vẫn nguyên hạt. Nước đường Giang luôn ưu tiên sử dụng đường thốt nốt, vừa tốt cho sức khỏe. Ăn không chỉ để no mà ăn còn lo cho sức khỏe phải không mọi người? Với các món ngọt thì Giang luôn sử dụng thêm một chút xíu muối để
món chè được đậm đà hơn, kết hợp với một vài lá nếp. Phần bột năng sau khi hòa tan cùng nước thì các bạn đổ từ từ vào nước đường. Lưu ý là phải nhỏ lửa để chè không bị bọt khí nha. Và quấy đều theo một chiều để tránh vỡ chè. Đây là những kinh nghiệm mà Giang đã 10 năm nấu chè đúc kết lại đấy cả nhà. Bột trong thì chúng ta cho thêm đậu đã hấp chín vào và quấy đều. Tới đây thì cả nhà đều biết đây là món chè gì rồi phải không? Bình luận dưới video này cho mình biết đi nhá. Phần cốt dừa sẽ bao gồm cốt dừa thái, muối, lá nếp, đường, bột năng, nước. Định lượng cả nhà hãy xem kỹ ở video nha. Đun nhỏ lửa và không để sôi cả nhà nhé. Đun tới khi bốc khói mạnh khoảng 90 độ là đạt. Chè hoa cau thêm chút dừa nạo sợi ăn giòn giòn nữa rất là tuyệt vời. Giang tặng cả nhà chè hoa cau vào dịp tháng 7 âm lịch. Mong rằng các chị em khéo tay hay làm cùng nhau nấu những ly chè thành tâm dâng lễ hay đơn giản kinh doanh cho tháng 7 âm. Học nấu ăn cùng Cao Giang, công thức chuẩn từng gram, nấu là ngon. Ngày bán 500 ly chè sắn nóng cho mùa đông sắp tới, bạn có tin được không? Đã rất là nhiều chị học viên của Giang khởi nghiệp thành công, cùng làm với Giang nhá. Sắn chị em lựa củ thuôn đều, vỏ mỏng là ngon nhất. Lột vỏ vào ngâm nước muối loãng, sau đó đem đi hấp. Tới khi chín thì chúng ta thái miếng vuông vừa ăn. Để sắn vàng óng thấm đều đường thì các bạn phải rim sắn cùng với đường thốt nốt ở lửa thật là nhỏ. Đây được xem là bí quyết giúp chè sắn ngon bất ngờ. Nếu như các chị em không có đường thốt nốt thì chúng ta có thể thay thế bằng đường cát vàng, nhưng sẽ không ngon bằng đường thốt nốt nhá. Rim xong vớt hết sắn ra, các bạn cho thêm nước, muối, đường thốt nốt, gừng và lá nếp. Sau đó đun sôi đến khi đường tan hoàn toàn. Giang đã bán chè trong rất là nhiều năm và bây giờ là dạy nấu chè. Giang luôn tin dùng bột năng tài ký vì bột không bị vữa và mùi rất là thơm lại thông dụng nữa. Hòa tan bột cùng với nước, sau đó đổ từ từ vào nối nước đường. Lúc này các bạn phải hạ lửa thật nhỏ để tránh bột khí và quấy một chiều tránh bị vữa chè. Quấy tới khi bột trong là được. Thêm sắn đã rim đường, dừa nào sợi và đảo thật là đều. Phần nước cốt dừa sẽ gồm nước cốt dừa thái, bột năng, đường, muối và nước. Quấy thật đều và đun nhỏ lửa đến khi cốt dừa sệt nhẹ. Lưu ý chỉ để cốt dừa đạt khoảng 90 độ, không đun quá sôi tránh bị tách lớp và giảm độ béo. Khi nấu nước cốt dừa chị em luôn nhớ phải thêm một vài lá nếp để nước cốt dừa thơm hơn nha. Chè sắn này ăn vào những ngày mùa đông trời mưa quyện cùng nước cốt dừa chỉ có 10 điểm. Thông thường sẽ rất là ít người kinh doanh chè vào mùa đông nên đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để các chị em mẹ bỉm khởi nghiệp. Giang chúc các chị em thành công nhá. Học nấu ăn cùng Cao Giang, công thức chuẩn từng gram, nấu là ngon.